Đều đặn, cứ đến ngày 14 và 15 tháng 8 âm lịch hàng năm, những chuyến xe mang mùa trung thu lại lăn bánh đến với các điểm trường vùng biên giới A Lưới. Trải qua những cung đường đèo hiểm trở nơi vùng cao, Đại Đức Thích Tâm Phương cùng đoàn từ thiện đi trên con đường đất dẫn vào trường mầm non Nhâm, xã Quảng Nhâm. Mặc dù khó khăn như vậy, nhưng những người con Phật vẫn rất hoan hỷ khi được đem niềm vui đến các em nhỏ nơi đây. Cứ đến mỗi năm Tết Trung Thu, luôn luôn hướng về cho các cháu trường mầm non, tiểu học, trung học ở tại huyện vùng sâu vùng xa A Lưới, với mong muốn đem lại một cái Tết Trung Thu yêu thương, đầm ấm, đoàn viên. Chúng tôi cũng còn trao tặng những phần quà ý nghĩa đến cho quý thầy cô giáo đã không quản ngại đường xá xa xôi từ đồng bằng lên vùng cao để gieo từng con chữ hướng dẫn cho các cháu có được cái cuộc sống yên vui trong cái mùa Tết Trung Thu ý nghĩa, đầm ấm, đoàn viên này. Đón cái Tết Trung Thu ở vùng cao Sơn Cước này, ai cũng thấy lòng ấm áp lạ thường khi nghe tiếng cười nói rộn ràng của lũ trẻ hòa lẫn trong tiếng gió vi vu trên những dãy trường sơn hùng vĩ. Để có thể mang đến cho 200 em nhỏ một mùa trăng tròn ý nghĩa, đoàn thiện nguyện tự tay chuẩn bị từng chiếc đèn ông sao, những phần quà nhỏ để các em được vui chơi trong lễ hội truyền thống quê hương. Những cái món quà này thì mang lại cho cháu, đồng viên cháu, những cháu ở vùng sâu vùng xa của huyện A Lưới nói chung và xã nhà Quảng Nhâm nói riêng, là tình cảm của đoàn đã mang đến cho các cháu là những món quà đầy ý nghĩa trong Tết Trung Thu. Năm nay, bằng tất cả những tấm lòng yêu thương thế hệ tương lai từ Chư Tôn Đức trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện A Lưới, các em nhỏ vùng đồng bào dân tộc nơi nẻo cao này đã có một mùa Trung Thu thật trọn vẹn và đầm ấm.